Đó là những sự kiện trước khi anh ấy có được sức mạnh của Gartek Zetter, một thí nghiệm cuối cùng của tổ chức Z nhằm tạo ra Rider System mạnh nhất với tên gọi Chiến Thần Gartek. Tất cả những người trong lực lượng Z đều được cử đến nhằm mục đích tuyển chọn là người phù hợp. Nhưng chiếc Zester này quá hung hãn, nó tấn công tất cả những người được lựa chọn và không chấp nhận bất kỳ ai mong muốn có được sức mạnh để đánh bại Worm. Nhưng đáng tiếc Kagami cũng không được Gartek Zester chọn. Anh đã bị nó từ chối và đánh cho trọng thương. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh đã giải cứu một cậu bé mang tên Makoto. Thật không may, cậu bé ấy lại chính là Worm giả dạng. Hắn ta ra tay không thương tiếc với Arata và khiến anh tử nạn. Nhưng một người bí ẩn đã đem chiếc driver kết nối với Gartek đến bên người của Kagami. Anh đã được chiếc hắc lưng này hồi sinh. Cũng nhờ đó, Gartek Zetter đã chọn anh, một người có đủ lòng can đảm để đương đầu với Worm. Kẻ sẽ trở thành chiến thần Gartek. Đứng dậy với lòng quyết tâm của mình, anh đã nắm chặt Gartek Zetter và chuyển hóa. Tạo hình của Gartek Zetter tương tự như Kouto Zetter, cũng giống như việc chuyển hóa từ River. Nó là loại bộ cánh cứng với cặp càng khổng lồ, trên toàn bộ cơ thể được phủ một màu xanh dương, cùng với những chi tiết được tô điểm bằng vàng kim và một chiếc nút vàng để sử dụng đòn Rider Kick. Chiếc càng của Gartek Zetter vòng tròn ở giữa hai càng có thể chỉ là một chi tiết dễ dàng hơn trong việc thao tác cast up của Rider khi mở bung chiếc càng của Gartek Zetter về hai hướng. Nắm lấy sức mạnh của thần chiến tranh, Kagami đã chuyển hóa hình dạng Market Firm trong trận chiến đầu tiên của mình.